Một bác sĩ của tổ chức SCP mặc bộ đồ bảo hộ được hai nhân viên an ninh hộ tống qua cơ sở an ninh. Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn được niêm phong và một trong hai nhân viên quét thẻ an ninh của anh ta. Có tiếng rít lên khi cánh cửa mở ra. Bác sĩ lo lắng nhìn người bảo vệ đang ra hiệu kêu anh ta vào trong. Chắc chắn họ sẽ không vào trong cùng với anh. Bác sĩ bước vào và cửa đóng sập lại. Một cơ chế khóa phức tạp đóng chặt cánh cửa sau lưng anh ta. Anh ấy thực sự đã bị khóa ở trong. Khóa ở trên cánh cửa lại bắt đầu quay ngược trước mặt anh. Nó kết thúc và cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng với ánh đèn sáng rực, khiến bác sĩ bị choáng trong chốc lát. Khi mắt đã thích nghi với ánh đèn, anh ấy có thể thấy toàn bộ căn phòng là màu trắng và được bao trùm trong ánh sáng mạnh. Anh bước ra khỏi cửa và đi về phía trung tâm của căn phòng, nơi nhiệm vụ của anh đang đợi. Anh ta đi chậm từng bước một, dừng lại một chút sau mỗi bước trước khi thực hiện bước tiếp theo. Bác sĩ muốn giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, nhưng anh ta phải tuân thủ các quy trình, đó là phải đi bộ trong buồng quản thúc này. Khi bác sĩ đến gần khu vực trung tâm và mắt của anh ấy đã thích nghi hơn với ánh sáng mạnh này, cuối cùng thì anh ấy có thể nhìn thấy căn phòng này chứa những gì. Một người đàn ông đang nằm trên bàn và bất động, ngoại trừ nhịp thở chậm và nhịp nhàng, được hỗ trợ bởi máy thở được kết nối. Một ống cho ăn đã được đặt bên trong mũi của anh ta và rất nhiều máy móc bên cạnh người đàn ông đang kêu ù ù và bíp bíp khi chúng đo dấu hiệu sống của anh. Bác sĩ tiếp tục đi từng bước chậm rãi. Anh ta cảm giác lâu như một thế kỷ thì cuối cùng cũng đến được giữa phòng. Ánh sáng phía trên người đàn ông được đặt nghiêng để tạo ra những cái bóng lớn của anh ta. Bây giờ bác sĩ cứ đã đứng đủ gần để biết về những điều được cảnh báo trong cuộc họp của mình. Mặc dù người đàn ông hoàn toàn bất động, nhưng cái bóng thì di chuyển. Lướt nhanh trên cái bóng của người đàn ông là những thứ trông giống như nhện. Có cả những con lớn có chiều ngang khoảng 7,5cm. Nhưng bác sĩ không thể nhìn thấy bất kỳ con nhện thực sự nào trên người đàn ông. Chỉ có thể nhìn thấy bóng của những con nhện khổng lồ này khi chúng di chuyển qua lại dọc theo bóng của người đàn ông. Bác sĩ ngày càng căng thẳng. Anh ta có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy xuống bên trong bộ đồ bảo hộ của mình. Mặc dù anh ta cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là do kết quả của ánh sáng chói lóa chiếu xuống anh ta. Bác sĩ tiếp cận các máy đo và ghi lại kết quả, ghi chú rằng tình trạng hôn mê của người đàn ông có vẻ ổn định. Anh ấy liên tục bị phân tâm khỏi công việc của mình do chuyển động của những con nhện. Một con nhện đột nhiên nhảy từ phần này sang phần bóng khác của người đàn ông, khiến bác sĩ giật mình và bước lùi lại. Những con nhện đột ngột ngừng di chuyển, và mặc dù anh không thể nhìn thấy mắt của chúng, nhưng anh vẫn có cảm giác rằng chúng đang nhìn thẳng vào mình. Bác sĩ bị đóng băng ngay tại chỗ những con nhện. Nhưng sau một lúc, chúng tiếp tục di chuyển và bắt đầu bò dọc theo rìa bóng của người đàn ông hôn mê một lần nữa. Bác sĩ tiếp tục nhìn xuống danh sách việc cần làm của mình và nuốt nước bọt. Anh ấy đã đi đến mục cuối cùng của mình, có ghi khám trực tiếp. Lo lắng khiến mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt và mắt anh, và anh ấy ước mình không mặc bộ đồ bảo hộ này để anh có thể lau nó. Anh biết mình phải đến gần người đàn ông hơn, và quan trọng hơn là cái bóng của anh ta, nó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, anh ấy phải bắt mạch cùng người đàn ông. Họ sẽ không cho anh ra khỏi phòng này nếu anh chưa làm vậy. Anh ấy đưa tay về phía người đàn ông, chậm rãi và cẩn thận. Anh có thể nhìn thấy bóng bàn tay của mình đang tiến gần đến bóng của người đàn ông và của những con nhện một cách rất nguy hiểm. Một trong những con nhện ngừng di chuyển, như thể nó đang quan sát và chờ bóng của bác sĩ đến gần hơn. Nó giơ hai chân sau lên, trông như thể sẵn sàng nhảy đến tấn công. Vì bác sĩ ngày càng tiến gần đến bàn tay của người đàn ông, thì không biết từ đâu cả căn phòng lại bị rung chuyển bởi một vụ nổ. Bác sĩ nhìn xung quanh và trên màn hình bên cạnh cửa ra, ông có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài. Những bảo vệ hộ tống anh chạy dọc hành lang khi đèn khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy. Anh quay lại nhìn người đàn ông trên bàn. Con nhện đang chờ anh tiếp cận đã không còn ở trạng thái sẵn sàng tấn công của nó và quay lại đi dọc theo cái bóng. Căn phòng bị rung chuyển bởi một vụ nổ thậm chí còn lớn hơn, và trời bỗng tối sầm. Ánh đèn bị tắt bởi ảnh hưởng của những điều đang xảy ra bên ngoài. Anh ta có thể nghe thấy âm thanh của tiếng súng bị bóp xẹt, xen lẫn với những tiếng la hét ở xa. Nhưng cả hai đều bị át đi bởi hơi thở nặng nề, căng thẳng của anh bên trong bộ đồ bảo hộ. Bác sĩ ngã xuống đất và cố gắng bò trở lại cửa, nhưng anh không biết đó là hướng nào vì quá tối. Anh ta bị đập mạnh vào đầu và nghe thấy một vết nứt phát ra từ mặt nạ của mình. Đó hẳn là cái bàn. Bác sĩ xoay người bò hướng khác và cuối cùng tìm được đến cửa. Anh ta đứng dậy, đập và kéo cửa nhưng nó không di chuyển. Anh ta sờ soạng với bộ đồ bảo hộ của mình và tìm nút mở đèn khẩn cấp. Một ánh sáng hóa học phát ra bên trong bộ đồ của anh, chiếu vào khuôn mặt anh ta một ánh sáng màu vàng yếu ớt.
nhưng đèn bắt đầu nhấp nháy, chắc hẳn có trục trặc gì đó. Ánh sáng ở bên mặt nạ bảo hộ của anh ta tắt, để lại một nửa khuôn mặt của anh ta trong bóng tối. Nhưng đó là vấn đề nhỏ, bởi vì tất cả sự chú ý của anh ấy bây giờ đều tập trung vào cái bóng đang di chuyển trên khuôn mặt của mình. Đó là bóng của một con nhện. Đôi mắt của anh ta mở to khi con nhện dừng lại và đứng trên bằng hai chân sau của nó. Trứng sợ nhện và trứng sợ bóng tối là một số những trứng lo sợ phổ biến nhất. Và SCP hôm nay là sự kết hợp nguy hiểm của cả hai nỗi sợ đó. Tôi là Tiến sĩ Bob, và đây là SCP-538, còn được gọi là nhện bóng tối. SCP-538 là thứ có vẻ như là một loại bóng sống, không khác với SCP-017. Mặc dù những bóng đen này luôn có hình dạng của một loài nhện không xác định, những con nhện dị thường này tìm kiếm những cái bóng của các vật thể sống, gắn mình vào rìa cái bóng của sinh vật sống theo cách để cho bóng của chính chúng không bị che mất. Sau khi bị dính vào một cái bóng, những con nhện có vẻ như sẽ ăn chúng. Điều này cho phép chúng phát triển nhanh chóng về kích thước, với những con trưởng thành có diện tích khoảng 15cm². Khi chúng đạt được đến kích thước tối đa, chúng sẽ tiếp tục ăn, mặc dù điều này sẽ chỉ duy trì kích thước của chúng. Quá trình ăn dường như không ảnh hưởng đến vật chủ theo bất kỳ cách nào, và những con nhện có thể ở cùng một cái bóng vô thời hạn. Mặc dù người ta đã quan sát thấy những con nhện ăn bóng của những đồ vật vô tri vô giác khi không có sinh vật sống nào, nhưng những cái bóng này dường như không cung cấp cho những con nhện bất cứ chất dinh dưỡng nào mà chúng cần, và chúng sẽ từ từ teo đi và giảm kích thước. Khi chúng được kết nối với cái bóng của một sinh vật sống thì SCP-538 mới có thể phát triển mạnh mẽ. SCP-538 không chỉ di chuyển trong cái bóng mà chúng đang ở. Những con nhện đã cho thấy khả năng di chuyển qua các khu vực để tiếp cận các vật chủ mới. Mặc dù chúng sẽ giảm kích thước khi không ở bóng tối, sẽ mất tới 2cm² một giây nếu chúng không ở trong khu vực của cái bóng. Và nếu chúng bị mắc kẹt ngoài trời quá lâu mà không có bóng để ăn, chúng sẽ giảm kích thước cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lúc đó, cá thể SCP-538 được coi là đã chết. Tuy nhiên, những con nhện thường tránh số phận này nhờ tốc độ di chuyển cực nhanh của chúng. Những con nhện trưởng thành kích thước tối đa với tốc độ được quan sát thấy xấp xỉ 1 mét mỗi giây. Trong khi các cá thể SCP-538 thường khá lành tính, có vẻ như chỉ đơn giản là sống trên bóng của vật chủ. Chúng sẽ tấn công nếu chúng sợ hãi. Mối nguy hiểm thực sự là khi chúng bị đưa ra ánh sáng. Nếu nhện bị kích động, thường là do vật chủ di chuyển nhanh, nhện sẽ cắn bóng của vật chủ trước khi cố gắng chạy trốn. Sau khi bị cắn, cá thể không may mắn sẽ trải qua 5 giai đoạn khác nhau, tất cả đều diễn ra trong khoảng 1 giờ. Trong giai đoạn đầu tiên, đối tượng báo cáo thấy đau ở khu vực tương ứng với phần bóng của họ bị cắn, nhưng không có vết thủng hay vết thương nào được nhìn thấy ở vị trí này. Các tác động tâm lý nhỏ cũng được báo cáo trong giai đoạn này, chủ yếu là đối tượng sẽ nhanh chóng trở nên cáu kỉnh và cáu ghét với những người xung quanh. Giai đoạn thứ hai xảy ra từ 10 đến 15 phút sau khi bị cắn. Đối tượng sẽ bắt đầu đổ mồ hôi nhiều, mặc dù họ cảm thấy lạnh, trong khi da trở nên đỏ và ấm khi chạm vào. 25 đến 30 phút sau khi vết cắn, giai đoạn thứ ba sẽ bắt đầu. Tại thời điểm này, các tác động tâm lý trở nên dễ nhận thấy. Đối tượng trở nên hung hãn, bạo lực và cố gắng gây xung đột và tấn công bất kỳ người nào ở gần đó. Họ sẽ bị nói lắp và có dấu hiệu suy giảm các kỹ năng vận động. Giai đoạn thứ tư bắt đầu từ 40 đến 45 phút và tại thời điểm này, da của đối tượng sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu trắng nhạt. Nhiệt độ cơ thể giảm từ 5 đến 8 độ C. Trạng thái tâm lý của họ một lần nữa sẽ thay đổi. Họ sẽ chuyển từ cực kỳ hung hăng sang hối lỗi, đổ lỗi cho những hành vi trước đây là do không được khỏe và không là chính họ thường ngày. Sau khi đưa ra lời xin lỗi, báo chữa cho bản thân, họ sẽ rút lui vào một khu vực bóng tối. Giai đoạn thứ 5 cũng là giai đoạn cuối cùng, xảy ra từ 55 đến 60 phút sau khi bị cắn. Tại thời điểm đó, đối tượng phải đối mặt với một kết thúc rùng rợn. Toàn bộ cơ thể của họ sẽ nhanh chóng tan biến thành một chất lỏng trong suốt. Đồng thời, trong cùng lúc đó thì bóng của họ sẽ tan rã thành nhiều cơ thể nhỏ hơn của SCP-538. Nhện con sẽ có chiều ngang 4cm. Và các cá thể mới sẽ ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm bóng mới của chúng để có thể bám vào và ăn. Hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị nào khi bị một cá thể SCP-538 cắn. Và ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản quá trình tiến triển của tình trạng này. Thay vào đó, nếu đối tượng chết khi đang ở giai đoạn đầu, thì giai đoạn thứ 5 sẽ xảy ra ngay lập tức. Tin tốt là nhện chỉ cắn vào vùng bóng của nạn nhân tương ứng với chỗ da trần mới có thể gây ra những hiệu ứng này. Ngay cả những chất liệu mỏng như quần áo cốt tông cũng đủ để bảo vệ. Tổ chức SCP có nhiều cá thể SCP-538 bị quản thúc và chúng được giữ trong một căn phòng màu trắng có kích thước 15x15x3m. Chỉ có thể tiếp cận bằng cửa khóa thủy lực. Bốn đèn 200W được tập trung vào một chiếc bàn ở giữa phòng, nơi một nhân viên cấp D đã được đưa vào tình trạng hôn mê ổn định để phục vụ làm nguồn thức ăn cho các mẫu vật SCP-538. Không có cái bóng nào khác được phép tồn tại trong phòng. Vì vậy, nhân viên cấp D đóng vai trò là nguồn bóng duy nhất.
bất kỳ nhân viên nào vào phòng, cho dù để sửa chữa nguồn sáng hay để kiểm tra tình trạng của nhân viên cấp D, đều phải mặc bộ đồ quần áo bằng vật liệu bảo hộ kín có trang bị bình dưỡng khí và được khuyến cáo rằng họ phải di chuyển chậm và có chú ý để tránh kích động bất kỳ cá thể nào của SCP-538. Ban đầu, các bác sĩ được cử đến để kiểm tra nhân viên cấp D được phép vào phòng một mình. Tuy nhiên, sau khi sự cố I-5381, quy định đó đã được thay đổi. Trong sự cố, một cuộc tấn công của tổ chức nổi loạn đã gây ra sự gián đoạn cho cả nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng của một phần của địa điểm nơi đặt phòng giam SCP-538 đang kiểm tra cho nhân viên cấp D đang hôn mê. Việc mất điện dẫn đến tất cả các đèn trong một giam tắt, đồng thời khóa khí bị niêm phong và ngừng hoạt động đã nhốt bác sĩ bên trong. Cuối cùng sau 18 giờ, nguồn điện mới được phục hồi ở trong phòng giam. Lúc này bác sĩ đã được đưa ra khỏi phòng giam. Bác sĩ đã khóc nức nở không ngừng khi anh ta liên tục lặp lại rằng anh ta có thể cảm thấy chúng đang bò khắp người. Bác sĩ được yêu cầu tham gia trị liệu tâm lý, bắt buộc cho chứng sợ nhện mới xuất hiện của anh ta. Và sau đó anh ta đã được phân công làm việc lại. Sau sự cố này, quy trình kiểm tra đã được cập nhật và việc kiểm tra sức khỏe của nhân viên cấp D hiện được thực hiện bởi một bác sĩ và đi cùng và trong phòng giam sẽ có 2 nhân viên an ninh. Mỗi người được trang bị 2 đèn pin 250W có thể được sử dụng trong trường hợp khi có sự cố đối với đèn điện. Nếu bất cứ lúc nào một nhân viên bị cắn bởi một trong những con nhện, họ phải được đưa ngay vào phòng giam của SCP-538 càng sớm càng tốt, vì việc quản lý không đúng cách có thể dễ dàng dẫn đến thực thể SCP-538 lan ra một khu vực rộng lớn. Các cơ thể bị cắn thường cố gắng che giấu sự thật rằng họ bị cắn. Vì vậy, bất kỳ ai tiếp xúc với nhện bóng tối đều phải được theo dõi cẩn thận các dấu hiệu của bất kỳ triệu chứng nào sau vết cắn, vì chúng có thể dễ dàng lây lan nhanh chóng và là mối đe dọa to lớn đối với nhân loại. Nên SCP-538 được phân loại là Euclid, và trong khi tổ chức hy vọng rằng chúng đã được kiểm soát thành công, tất cả chúng ta phải luôn cảnh giác với những chuyển động bên rìa của những cái bóng. Nếu bạn phát hiện ra điều gì đó bất thường, đừng bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không cơ thể của bạn sẽ có thể bị hóa lỏng đấy. Bây giờ hãy xem thêm các video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.